Trong khắc kỳ đến chúng Kim Sơn, cúi đầu trước Thế Tôn bái tàng. Nhờ ơn đức từ bi hỷ xả, giải pháp màu cam qua chúng sanh, bớt khổ sầu thế giới cạnh tranh, cho thiên hạ thái bình an lạc. Phật như đã rõ lòng khao khát, liền nói cho bi pháp diệu quyền, rằng hôm nay vì mở phước điền, mới gọi khách hữu duyên lại đau. Chúng sanh vẫn sống trong mộng ảo, kiếp người đời như thảo thường sương, sự nhân từ ít kẻ chủ trương, việc bảo ác nhiều phương cổ vò, mạng đã ngắn càng làm thêm nhỏ, sự mê lầm còn có chi hơn. Người đã không còn bị nghiệp vướng, rất thương kẻ đang cơn liễu điều. Cái chết dùng là nơi kết liễu, khách trần gian chung chịu như nhau. Sanh ra thì có tử theo sao, không thể trốn nơi nào cho khỏi. Sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn gây còn phải trả đền. Giống đã gieo người dẫu có quên, đúng ngày tháng mọc lên nhất định. Trước không chịu để lòng lo tính, sao muốn ngăn dừng cũng không xong. Nghiệp đến rồi dầu bất tiên ông, cũng phải chịu chứ không tránh khỏi. Như lời Phật đã vừa mới nói, giống đã gieo không gọi cũng lên. Nghiệp tạo rồi tuy đã bỏ quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến. Nghiệp lực rất mạnh vô bờ bên, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Dòng nghiệp càng chăm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhổ. Nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ, dạy cho nhiều phải trả lời nhiều. Nở hồng trần chẳng lúc nào tiêu, vậy oan trai cứ đeo buộc mày. Năm tháng vấn vít trong khổ hải, kiếp đời lăn lộn mãi sông mê. Đường Tây Phương bắt lối trở về, nẻo địa ngục vào ra mòn gót. Chịu hành phạt đã không còn sót, cửa luân hồi chưa vượt khỏi quan.
nghiệp chẳng còn đành phải sanh ra, mạng ly kiếp gọi là sanh vật. Lo thân sống nào ăn ở mặt, nào lợi danh nào vật dục tình, rồi sanh lòng bao thù lấy mình. Việc chi cũng muốn trên hơn cả, tánh ích kỷ sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi giả cạnh tranh. Thấy ai hơn có ý ghét ganh, thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hổ tham chẳng bao giờ phủ liếp, tánh tham danh tham sắc tham tài. Ba điều tham thiên hạ đang sai, đa số khách trần ai đều bi. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ, thì chứng tham khó trị cho lành. Hễ tham danh thì khổ vì danh. Chữ danh nó gần bên tài sắc, danh có được sắc tài liền bắt. Tài được rồi danh sắc nối theo, sắc có thì danh lợi nó đeo. Danh tài sắc ba điều dính liêu, vướng một cái cả ba cái níu. Ngã bên nào cũng chịu khổ sầu, vượt ra ngoài có mấy ai đâu. Rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ, đạo cốt nhục nở đành chia rẽ. Tình đồng bào sâu xé nát tan, cũng vì danh vì sắc vì vàng. Làm mà cho kẻ tham gian tôi mắt, mê danh lợi lắm người phản tặc. Đâm sắc tài nhiều bực vong ân, biết bao điều tham sắc bất nhân. Vì tài hoặc vì danh vì sắc, nếu chuyện lớn nước nhà sanh giặc. Còn nhỏ thì thù ghét chớm riêng, khắp hoàng cầu thiên hạ đau điên. Vì tài sắc vì danh lợi cả. Tánh ích kỷ vì lòng nhân ngã, mưu lợi danh mưu cả sắc tài. Người giết người chẳng biết gớm tay, bạn phản bạn quên ngày hậu nhật. Trai bất nghĩa gái không hạnh đức, chồng bác tình vợ thất tiết trinh. Trò phản thầy tớ hại chú mình, cũng vì sắc tài danh phần lớn. Mình sung sướng mặt người đau đớn, thấy của ai cũng muốn lâm le. Lời nói lành chẳng để tai nghe, thấy việc phải không hề bắt chước. Vì ích kỷ chẳng vui làm phước,
Vì ngã nhân muốn được phân mình, tạo muôn ngàn tội ác tại đình. Cũng vì lợi, vì danh, vì sắc, người đối xử với người khe khắc, người nhân tâm lừa gạt lẫn nhau. Chẳng phải vì ích kỷ hay sao, quyền lợi đụng chạm nhau vô đồ. Muốn danh vọng, muốn nên giàu có, muốn cao sang, muốn vợ con sinh, muốn cho ai cũng phải phục mình, muốn mình sống mặc tình ai chết. Càng muốn mãi muốn hoài không hết, các việc do lòng ích kỷ sanh. Giữa loài người đủ mặt cạnh tranh, vì muốn lợi cho mình làm trước. Mình muốn được thì người muốn được, mới gây ra có cuộc đấu tranh. Kẻ được thì đủ cách giữ canh, người bị mất cố tình lấy lại. Kẻ này thắng kẻ mãi lại bài, người bài nay nhưng lại thắng mai. Thua trần thân được cũng trầy mai, xét cho kỳ có ai sung sướng. Chỉ tạo lấy thêm nhiều nghiệp chướng, làm cho đời khổ lớn ra thêm. Danh lợi mua bằng cách thu hèm, mẹ thà không có còn em hơn cò. Vì sự sống việc chi cùng mối, ấy lầm to nào có khôn ngoan. Lợi cho mình mà hại nhân gian, cái lợi ấy chỉ làm tuyết lộ. Nghĩ đến chuyện đấu tranh lượng hầu, tất không vui làm khổ cho ai. Nếu để lầm nghĩ đến ngày mai, sẽ không thể nhúng tay việc ác. Luật nhân quả thẳng tay trừng phạt, vô luận ai tạo tác bất lương. Muốn thì làm chẳng chịu suy lường, mà dễ đưa tới con đường tối lồi. Biển sâu rất lúng cống bơi lồi, tội ác lắm khó nổi gỡ ra. Vui nhất thời để khổ lâu xa, sự vui ấy chỉ là thuốc độc. Chúng sanh biết bao điều thảm khốc, vì ham vui trong chốc lát sanh. Cần nghĩ suy rồi sẽ thi hành, tranh bả lợi mồi danh câu nhừ. Hành thiện sự hay là ác sự, là nguyên nhân vui khổ trong đời. Mặc dù là một việc nói chơi, cũng ảnh hưởng cho người sâu sắc. Biết thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh.
đừng để cho thị dục lừa mình, cùng tránh thư cảm tình vũ vô. Thấy vui phải nhớ ngay biết khổ, biết thương thân phải đổ lấy thân. Đem lời danh cũng phụng sát trần, chỉ là việc nuôi ông tay áo. Danh mà chẳng danh là chánh đạo, lời mà không lời hao mới chân. Xác phàm phu mà giả thánh nhân, ở trong tục nhưng lòng tại ngoài. Tình ác lấy lòng từ đổi lại, tình yêu riêng đem cải yêu chung. Thà đói nghèo việc quy bất tùng, mày cam rách lành chứ không lừa đau. Không những đối người nhà ngay thầu, đối với ai cũng hảo tấm lòng. Mày người lạ quen đều xử chí công, biết tha thứ hơn lòng cố chấp. Các việc ngay chú tâm rèn tập, lợi danh đâu dẫn dắt đường ta. Đừng quên rằng giúp đỡ người ta, tức là việc giúp cho mình đây. Của người khác mà mình cướp lấy, chính là mình phá hoại của mình. Sách có câu trời rộng thinh thinh, mà chẳng lọt mãi lòng kha nhớ. Tưởng ích kỷ ruộng vườn rộng mở, có ngờ đâu thêm nợ lâu đời. Bữa nay cười để chịu khóc mới, đa số kẻ sống đời như thế. Tham danh lợi lỗi lầm bất kể, mê sắc tài tội lễ chẳng màng. Ấy phần đông của kẻ thế gian, chịu thống khổ nguyên nhân gì đó. Thân tư đại cuối cùng phải bỏ, tạo tác chi việc khổ vào mình. Sướng nhất thời để khổ hàng nghìn, là việc của chúng sanh thường tạo. Nuôi thân sống bằng vô nhân đạo, thân sống kia trên dấu trên gươm. Đâu an toàn đâu được quý thơm, mà lắm kẻ to mồm khoe sắc. Đời đã thấy sớm còn tôi mất, càng bất lương càng chuốc quá sầu. Tưởng rằng thừa nước đục thả câu, chẳng dè có kẻ sao đến thọp. Thấy nước chớ tưởng là dễ hốp, lợi nằm ngay trước mắt khó ăn. Lòng dục nên tìm cách càng ngăn, chớ ham việc lợi danh mang hòa. Bụng khi đói ngậm mồi khó nhã, nghèo gặp tiền chẳng mó dễ chi.
Ca mất câu cũng bởi thế ni, người phạm tội cũng vì lẽ ấy. Khi thèm khát nhìn đi ít thấy, lúc say mê dừng lại mấy ai. Phần đông theo sở dục hằng ngày, muốn chi cứ làm ngay chẳng xét. Biết chung ghét vẫn làm cho ghét, không cần ngày mai mốt ra sao. Để cho lòng tham dục tung thao, hiện thời có biết bao nhiêu kẻ có vợ chinh muốn thêm hầu lẻ, được tình nhân muốn bẻ thêm duyên. Thấy lòng người không lúc nào yên, sự ham muốn lưu truyền như vườn. Chữ tài sắc lòng thường mơ tưởng, viết lời danh mở miệng nói luôn. Nở hồng trần chẳng lúc nào xuống, tâm trí mãi điên cuồng danh lời. Sống tội nọ tội kia liền tới, hết tù này kế đổi lao kia. Tự khóa thân rồi tự liên chìa, cứ như thế kéo lê kiếp sống. Đời này chẳng làm nên trò trong, kế đời sau cũng hỏng hư luôn. Đã trải qua số kiếp dư muôn, nào khác giống giả tràn xe cát, tưởng là dâu được điều tội ác, đâu ngờ gây nên kiếp trầm luân. Lo thân mà trái lại hại thân, chỉ một khổ làm thêm mười khổ. Bị mọi cảnh trần gian cám dỗ, làm mê tâm của kẻ tham lam. Gần xuống mồ lòng vẫn còn ham, đeo danh lời như sam khó gờ. Cũng vì thế mà không hết nợ, vừa chết xong liền trở lên ngay. Dạy đâu thì trả đó không sai, kể sao hết hình hài quả bao. Vui hoặc khổ đều do nghiệp tàu, giàu hay nghèo chứ bảo không căng. Hễ trồng tre thì có lên măng, làm ác tất phải mang quả ác. Chớ coi nhẹ những điều tội ác, phải quan tâm đến các hành vi. Vì rằng trong hành động chi chi, chung cuộc sẽ hồi quy lại hết. Việc chi dẫu lắm lòng mê mệt, cũng cần nên nhiều ít xét suy. Tránh đừng cho tai họa hồi quy, ấy là việc thường khi tác dụng. Phải rõ rệt chứ nên ấp úng, dù việc chỉ chạm đụng bất ngờ. Người thường hay vì tánh u ơ, bị ngoại cảnh làm
cho xa ngàn. Tạo cộng nghiệp tức mang cộng quả, sự đồng tâm chớ khá coi thường. Chỉ gật đầu cũng đủ tay ương, đâu đợi đứng chủ trương mới tội. Lấy đạo lý ra làm nguồn cội, để đo lường việc lỗi hay không. Bất luận là kẻ dốt hay thông, khi nhắm mắt cũng đồng thấy tôi. Không lấy đạo để làm đường lối, rất khó lòng biển nổi giả chân. Sai mê rồi dù bậc thánh nhân, cũng tâm tôi không hơn phàm tục. Chẳng lấy trí gạn trong lòng đục, đâu bằng người thất học biết suy. Khi tai nghe mắt thấy những gì, chớ tin bướng phải đi thiện ác. Chỉ một phút để cho sai lạc, suốt cả đời chưa chắc hối xong. Mắt với tay là cửa của lòng, viết tài sắc lợi danh theo đó. Tâm sao động thường do mắt ngó, chí lung lại thường ở tai nghe. Các việc đời lui tới vạn gian, khiến tâm chỉ người ta siêu ngà. Chưa cầm chắc được trong lòng già, cửa mắt tai chớ khá hở hình. Coi như là có kẻ trộm rình, trong nhà phải thức canh nghiêm nhặt. Nếu sơ ý bị phường đảo tặc lén vào trong vét sạch của tiền, mất của tiền chỉ bị trung chuyên. Mất thiện tánh đảo điên đời kiếp, bị lầm lạc rơi vào ác nghiệp. Còn việc chỉ khủng khiếp ai bằng, bụi ly loạn càng lắm khó khăn. Sự tội lỗi đốm ngăn đầy ngò, nào quyền thế rủ ren to nhỏ, nào công danh cam dỗ đó đây. Chỉ dạy cho lời phải ít ai, đốc xuôi việc quấy thì lắm kè. Nói đạo đức nhiều người bác bẻ, làm hung sùng lắm kẻ chạy theo. Chốn thiền môn thường thấy vắng tiêu, nơi tửu lạc thì bèo thiên hà. Khỏi sắc thì bị tài xấu ngà, khỏi tài thì sắc ghé lôi đi. Giữa chợ đời không thiếu món gì, khách trần ít kẻ đi qua lọt. Rồi lần chết vì là hảo ngọt, người lụy thân vì thích sắc tài. Lúc nguy nàng trong sạch mấy ai, thừa sự biến dở tay nhiều kẻ. Đời có biết bao người cấy khoe, dùng đủ phương hiếp
kẻ yếu hèn, tham của tiền đổi giá bạc đen, hiện lan khắp ở trên dương thế. Càng vất vả đời càng kinh tế, đạo càng suy người tế càng nhiều. Vì lợi quyền dân nhuộm máu điều, tranh địa vị nước nghèo sơ xác, thành công được là nhờ hợp tác. Thất bại do phụ bạc dân tâm, quá tham thì không khỏi bị thâm. Đừng tưởng một mình ăn trọn gói, người dù có tài lương lẹo giỏi cũng không sao chạy khỏi lưới trời. Có thể mình giấu được người đời, nhưng mình chẳng giấu nơi mình được. Một mình biết đủ làm tội phước, khỏi cần người biết được hay không. Ớt nhai thì mình bị cay nồng, người khác biết hay không cũng vậy. Nhân quả cũng giống như chuyện ấy, thưởng phạt không sai chạy tí nào. Trả nhãn tiền hay trả mây sao, đến chậm hoặc đến mau không mất. Loạn đời chẳng bao giờ loạn luật, chớ thừa cớ làm việc ác gian. Lời bất minh lời ấy màu tàn, danh phi nghĩa danh không lâu lắc. Việc đã thấy làng khang trước mặt, sử sách còn ghi chép giấy đầy. Có từ xưa không phải mới đây, kẻ làm mát chẳng chay thì kiếp. Nghiệp đến sắc tài không thể tiếp, quả lại danh lợi hết phò trì. Tạo cho nhiều đến phúc lâm nguy, chỉ có một mình đi gánh chiều. Thế mà chẳng mấy người xét hiểu, nghiệp bất lành cứ triệu mãi ra, khiến cuộc đời không dứt oan gia, làm cho kiếp thêm ra tội bao, bị các việc không trần lừa đau. Biết mà không chịu thấu lui ra, trái lại còn thêm việc mê sang. Ngày mai mốt người ta bất kể, sức danh lợi cũng lỗi như thế. Ma sắc tài vũ dỗ giường ni, kẻ lầm còn lắm việc mê si, lại càng khó thoát ly cho khỏi. Mê thì lầm dù là học giỏi, nhiễm thì hư chớ nói tài cao. Gặp việc không chịu để trí vào, đường tối lỗi thế nào cũng dấp. Do hoàn cảnh hoặc do giai cấp, tạo lỗi lầm nhiều cách khác nhau, nhưng cũng là một thứ trần lao. Đều thọ khổ như nhau tất cả, người giống nhau ở lòng nhân ngã.
người giống nhau ở giả vị tư. Lo bảo tồn thể chất quyền hư, đem hết cả tâm tư tranh đấu. Vì nhân ngã lỗi lầm tạo cấu, vì vị tư nhớ xấu gây nên, gieo càng nhiều càng mốc đầy lên, nở thế cứ phải đành trả mày. Bảo thân lại thân không tồn tại, chỉ mang đời chết dài sống mê. Nhìn kỹ ra là thứ trỏ hay, mọi hình thức đều là giả dối. Chừng biết được đi xa quá đồi, không quyết tâm khó nổi quay về. Dùng dậy lên đánh phá giấc mê, để thưởng thức bồ đề thật cảnh. Tìm cho thấy được chân bổn tánh, tìm lộn về được cảnh chân như. Tìm cho ra thân bất hoại hư, đó là việc của người tỉnh ngộ. Nếu không tách khỏi vòng mây lầu, chẳng bao giờ được chỗ an nhiên. Đó là điều chư Phật thường khuyên, khắp sanh chúng ở miền hạ giới. Nay gọi khách hữu duyên bước tới, cũng để mà nhắc lại chuyện xưa. Hầu tùy nghi giáo độ cho vừa, giúp sanh chung khỏi cơ thống khổ. Mà tài sắc mắt giàu cám dỗ, mồi lời danh giàu có nhữ câu. Nhờ thấm nhuần chân lý rộng sâu, không bị chúng lừa vào lưới nghiệp. Nếu chậm trễ gặp nhiều khủng khiếp, nào bệnh nào già chết bao giây, làm tinh thần bối rối cũng quay. Khó tìm lối vượt ngoài sáu lầu, chúng sanh cũng nên mau tỉnh ngộ. Sớm thoát ra khỏi chỗ mê sầu, chịu luân trầm cũng đã quá lâu. Đâu còn thiếu mà hầu liên tiếc. Mê danh lợi bị danh lợi giết, nghi mến sách tài bị diệt mạng căn. Không giúp cho mình được siêu thăng, sao điều ấy chúng sanh không xét. Từ bi thấy lòng như lửa thét, giảng dạy cho người biết cội nguồn. Để trị cho hết chứng mê cuồng, hầu cứu vớt linh hồn thoát khổ. Nước đã ngập lần lần đến cổ, gặp thuyền không chịu vớ là nguy. Lòng còn đầy những sự mê si, nghe lời Phật không quy là khổ. Không hữu duyên lời lành khó ngộ, ngộ được là vì có duyên xưa. Nếu quyết tu theo chánh cù cương, nhất định sẽ đến bờ giải thoát.
Nếu trì quẩn lòng không định đoạt, ngày trôi qua đến hết số căn, tất sẽ không thể kịp ăn năn. Ấy là một việc làm đáng tiếc, hễ có sanh tức là có diệt. Từ ngàn xưa đã biết rõ rồi, tại sao còn để tánh lôi thôi, không gấp rút tìm nơi bất diệt. Danh lợi chẳng dài lâu chớ tiếc, sắc tài không chân thiết đừng mê. Quyết tìm phương cực lạc trở về, dù sạch cả việc mê trần tục. Mưa nắng biết tìm nơi trốn đục, đường tử sanh phải cúc khỏi đi. Biết mà còn ngồi đó chịu lì, thật là quá mê si đến đồi. Thân dơ dây biết lo tắm rồi, lòng bận nhớ thì phải bỏ đi. Việc xấu xa còn tiếc làm gì, chúng sanh cũng cần tri hiểu đến. Vật dù đã có nhiều cánh khến, cô dũa bào cũng bén trần ra. Mặc dù người phạm tội thầm đa, biết cải hối thì là hết được. Chẳng làm việc gian hùng bao ngừa, cùng dân nuôi sống được như thường. Tại sao làm những việc bất lương, cho chúng ghét cho vướng tội khổ. Sống trong cảnh thân yêu ủng hộ, hơn sống trong tật đố thù hèm. Ba tánh cần sống cách thuần êm, đâu sanh chuyện đạo điên rối râm. Danh lợi dữ hay lành hãy ngầm, sắc tài nên hay chẳng khá suy. Lựa con đường chân chánh mà đi, đó là những hành vi thường nhật. Cách ăn ở phải theo chừng mực, việc nói làm liệu sức nhắc cân. Tránh những điều ích kỷ tổn nhân, đó là việc đang cần tiến mình. Sự hòa hảo vàng mười khó sánh, việc nghĩa nhân bạc nén không bì. Gặp phải hồi nước loạn dân nguy, các việc ấy cần thi nhau lập. Thuyền bè hữu dụng khi lục ngập, đạo nghĩa cần thiết lúc ly loạn. Kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang, nên lấy đó trấn an dân chung. Đời gặp phải những hồi kinh khủng, chớ thừa cơ lợi dụng nọ kia. Hãy mở lòng cơm áo sớt chia, tâm hồn ấy chợ quê nên có. Kẻ mắc nạn mình ngồi đây ngó, mình lắm tay người có giúp đâu. Khá để lòng xét rõ cạn sâu, lo tương trở lẫn nhau lúc khổ.
thi dục nát thì lo giải dồ, thấy nghèo nàn thì đỡ nâng cho. Phúc lợi cho nhân loại biết lo, vàng bạc khó đem so tình ấy, đã là người biết phân phải quay. Khá chọn đường nhân ấy mà đi, lợi danh mà bất nghĩa ham chi, vì nó chỉ làm nguy với tội. Được thỏa mãn chỉ là một đôi, nhưng sao rồi chịu hối suốt đời, có phải là bị lỗ hơn lời. Người ha chẳng lựa nơi dinh diều, thiếu tiền bạc còn nhiều cách liều, thiếu nhân tình khó níu vào đâu. Ba tánh cần lấy nghĩa làm đầu, khi hữu sự khỏi âu đơn độc, dù không phải là cùng thân tộc. Ở biết điều sẽ được người ưa, gặp những khi ương yêu nắng mưa, không gọi cũng có người đến giúp. Đời có mắt xem mình từ chút, trong người khen còn đúc người chê. Miệng thế gian phê phán khắc khe, cách ăn ở nên dè dặt đến. Ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rù quên ép này. Việc làm lành đấu lửa có tài, mà bất cứ là ai cũng được. Nghèo giàu vẫn làm nên việc phước, lượng khác nhưng giá được bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mới hào, vật tuy ít tâm nào phải ít. Xưa có kẻ thì chẳng cũ rích, được trở nên công đức vô biên. Phật cho mời đến trước Phật tiền, vừa điểm đạo vừa khen vô tận. Chỉ có một mảnh chăng để bần, nhưng vui lòng đem cúng chư tăng. Giá trị châu ngọc khó sánh bằng, ít người được từ tâm như thế. Chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ, trong nhà tu đến kẻ ngoài đời. Khi muốn đem thi của thi lời, phải thành thật từ nơi tâm nào. Giúp đỡ cho người do lòng thao, chớ không do lòng háo lợi danh. Và cũng không mong biết ơn mình, lòng thảo ấy giống tình của Phật. Cho thấy mất nhưng đâu có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Của tuy mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất do lòng chọn lừa. Việc sâu tốt tự mình sửa chữa, phước đức là cái cửa giải oan. Nợ hồng trần muốn được rành rang, người nên sớm mở toan cửa ấy. Phải lo tin trước khi sống dậy, nổi gió rồi quát cậy sao xong. Biết rằng khi chết nắm tay không, chớ tạo nghiệp ác trong lẽ sống.
tạo nghiệp ác dù dày hay mong, cũng phải đền chẳng trốn khỏi đâu. Nghiệp mong thì bị nhẹ thắm sâu, nghiệp dày phải chịu đau khổ nặng. Chúng sanh nhớ thật tâm tranh hằng, đừng khinh thường lầm lẫn nhỏ nhen. Tập cho lòng sợ lỗi được quen, lần lượt sẽ trở nên toàn thiện. Thuốc thường hút lâu thành ra nghiện, tội hay làm sẽ biến thói quen. Việc nhân tự lòng cô đua chen, tanh hung ác đâu len vào được. Suốt đời vẫn lo làm việc phước, một lòng nguyện giải thoát hỏng trần, tất không còn bị nghiệp chuyển luân. Đời sau hết chịu cơn sanh tử. Còn sống chết vì còn nghiệp dữ, hết luân hồi vì đã trọn lành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, chớ để già mong manh việc ác. Một lần lót vào đường sông thác, dễ bị đời dân dắt trăm lần. Há không lo dừng lại bước chân, cho khỏi kiếp trầm luân khổ hài. Rừng mê rất có nhiều cảm bày, không chạy ra tất phải mang vào. Khi bị rồi khó nổi bốn đào, thân ấy sẽ ra sao tự nghĩ. Tuôn đời rất có nhiều dối mì, nhiều muốn ham nhiều bị gạt lừa. Ba lợi danh chơ của mình đưa, sự tài sắc đừng mơ mộng đến. Tránh khỏi các việc đời rủ quên, mới mong ra khỏi bến mê tân. Nếu còn chịu thị dục nơi thân, thì còn bị nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tôi, ráng làm cho hết thoái say mê. Cõi siêu sanh thấy lối trở về, được khoái lạc còn chi sánh kịp. Còn mê tức là còn tạo nghiệp, nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mê là nguồn gốc tạo ra đời, khi đời hết vì người mê hết. Bởi mê thấy vật chi cũng mất, thân chết nhưng không chết nghiệp mê. Mê đâu thì sanh đó không xê, luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bừng gốc mê cho nó hết sanh. Tất không còn bị nghiệp hoành hành, chừng đó mới trở thành tự tài. Lầm lạc biết quay đầu trở lại, cô đi dầu xa mây cũng gần. Đem phàm thân đổi lấy Phật thân, vạn sự ở tinh thần cương quyết. Lo liệu trước khi đời tận diệt, gần lắm chung hối tiếc đã rồi.
việc đáng thôi, phải nhất quyết thôi thì mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác, kém thiện tâm khó vượt cho qua. Có tinh thần như Phật Thích Ca mới có thể lìa xa tục lụy. Muốn thành Phật mà không đại chí, khó thắng qua lũ quỷ trong đời. Đứa này kêu cái đứa nó mời, đã làm biết bao người xa ngã. Kẻ dục giống con nằm trong già, chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm. Mặc dù là ngồi giữa thiền lâm, chưa chắc khỏi đời làm cho hoài. Tâm trần tục không còn một mày, dù ở nơi đường cái chợ đông, cũng như ngồi ở chỗ vắng không, vẫn giữ được cõi lầm thanh tình. Thật tâm định lúc nào cũng định, trước Phật như trước cảnh người đời. Vẫn bình tâm chẳng sự đổi dời, người tu phải sống nơi định ấy. Định không có huệ không thể thay, huệ không thì khó giải nghiệp mê. Muốn định thì phải tỉnh mọi bề, tâm thật tinh là kề đến huệ. Định huệ vốn hoàn toàn liên hệ, như đèn dầu không thể tách đôi. Định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ, như giấc mê được mở mắt ra. Cảnh mộng và cảnh thật khác xa, mê thấy khác tỉnh ra thấy khác. Chưa định huệ như mù đi lạc, định huệ như sáng mắt đúng đường. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới. Không biết hướng thành ra bối rối, hiểu rành đường nên mới thông dung. Không thấy nên vấp ngã lung tung, được thấy rõ thì không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thảm, nhờ thấy nên chẳng bám nở đời. Thật khác nhau một vực một trời, người tu phải đặt nơi định huệ. Thành lòng phát những lời đại thệ, thệ độ vô số kẻ chúng sinh. Thể trừ sống phiền não nơi mình, thể học hết pháp lành của Phật. Thể thành Phật cao siêu tốt bậc, ngày đêm luôn gắng sức tu hành. Những lời thề ấy phải đạt thành, dầu phải chịu muôn nghìn đau khổ. Không thành được tự mình khó độ, thì còn mong cứu khổ được ai. Tập cho mình bơi lội thật hay, mới có thể vớt người chìm đắm. Ngày đêm phải tự mình suy gầm, ngăn gió trần cho lặng sóng tâm.
sống tâm còn phải lạc lầm, trời tròn lại thấy nhân xẻo xò. Sống thì độc vật không lộ rõ, lặng thì trong chiêu tỏ thiên hình. Sớm làm cho tâm được thanh bình là sớm được đạt thành trí huệ. Trí huệ có tất xong đại thề, không sợ làm cho kẻ khác lầm, chẳng khác nào đi khoảng tối tâm. Trong tay có sẵn cầm ngón đuốc, sẽ giúp cho kẻ an tâm được, mà chính mình cũng bước vững vàng. Đuốc làm cho người thấy rõ ràng, trí huệ giúp người tan mê mùi. Được có của nhờ lo cắm cùi, đắc đạo màu nhờ gối trần tâm. Quyết tu hành tất đạt quyền thâm, chớ ngờ Phật xa xăm khó gặp. Nếu chịu khó ngày đêm tu tập, sớm muộn gì cũng đắc đạo màu. Vạn sự do chi quyết làm đầu, chi đã quyết thế nào cũng được. Đừng hèn yêu trước điều trái ngược, chớ rụt rè trong cuộc gian nguy. Phải kiên trinh phải đủ gan lì, thắng chướng ngại thắng khi thử thách. Dẹp ích kỷ dẹp lòng kiêu cách, dẹp tham lam dẹp nết dâm ô. Dẹp gian phi dẹp tánh phàm hồ, thói ganh ghét cùng lo dẹp quét. Dẹp chửi mắng dẹp lời lao khoét, dẹp theo thùa dẹp hết ác ngôn. Dẹp gắt gai dẹp tánh tử tôn, dẹp trộm cướp dẹp luôn sát hại. Dẹp giận dữ dẹp lòng ngu dại, thường dình cho quảng đại tấm lòng. Kẻ tại gia cần phải lo xong, khi giao tiếp ở trong xã hội. Mẹ thấy con bệnh tình nguy cấp, lòng thương lo đến mất ngủ ăn. Lo thuốc men cơm cháo lăn xăn, muốn con mình chứ ân đâu kề. Phật đối với chúng sanh cùng thế, thương chúng sanh như mẹ thương con. Cứu độ cho thông khổ không còn, ngoài ra chẳng còn mong chi khác. Độ đời đến đổi quên khổ xác, lòng từ bi không thước nào đo. Lo chúng sanh chớ chẳng riêng lo, tánh ích kỷ thật là hết cả. Mỗi đạo Phật trở nên rời ra, cửa thiền môn vắng kẻ vãng lai. Cũng vì lòng của khách mặn chay, quá giả dối quá đầy ích kỷ. Lời Phật Pháp hoàn toàn chân lý, người lại thêm những nhị cho hư. Dắt nhau đi trái ngược lòng từ, làm cho kẻ ngoài đời chán ngán.
cần phải sửa lại cho chánh đáng, chớ nên đem treo bảng lừa đời. Phật dạy sao thì phải y lời, mới không thẹn là người học đạo. Phật vì thấy chúng sanh khổ nào, mới đem truyền chánh đạo cứu an. Đâu phải vì muốn lập giàu sang, người chớ lấy đạo làm lợi khi, những kẻ tu còn lòng ích kỷ. Chán đời lo ẩn sĩ tu thân, không để lòng lo việc cứu dân. Tu như thế cũng không thật đúng, huống chi hạn chỉ lo lợi dụng, lại càng không thể nhận là tu. Sợ gì nền Phật giáo mờ lu, là do những kẻ tu vui ấy. Khắp thế giới chùa chiền đầy dây, thật tu hành của mấy người đâu. Làm cánh chùa mất nghĩa cao sâu, thành ra chỗ đi cầu tài lời. Sai lầm mấy nhiều người biết tới, vẫn để nguyện không đổi sửa ra. Khiến cho nguồn chân lý sâu xa, lần lần biến thành ra mê tín. Phải họp lại để mà chấn chỉnh, cho cảnh chùa giống cảnh Tây Phương. Để người đời lấy đó làm gương, bỏ hung ác theo đường lương thiện. Ở chùa phải lo bề tu luyện, đã xuất gia chớ luyến hỏng trần. Ăn của dân phải cứu độ dân, mới là đúng tinh thần nhà Phật. Đã vào đó phải chưa thành thật, đúng đắn nhà đạo đức tu hành. Mặc thế gian danh lợi cạnh tranh, lòng mình chẳng còn gánh việc thế. Cố tình niệm cho khai trí huệ, đem lời kinh tiếng kệ khuyên đời. Dùng từ ngôn cảm qua khắp nơi, như vậy mới thật người Phật tử. Khi ngoài thế thì làm hung dữ, đã vào chùa thì phải hiển lành. Chùa chiền là nơi để tu hành, đâu phải chỗ để dành làm dữ. Đã được tiếng là nhà Phật tử thì phải làm các sự từ bi, cách ở ăn theo đúng luật nghi, mới khỏi tiếng sầm xì nhạo báng. Đời có đủ thiên hình vạn trạng, dễ làm cho mù quáng sai lầm. Nhà tu hành cần phải trì tâm, thì mới khỏi bị làm xa ngà. Các tập nhiễm từ lâu trong già, nếu người chưa phong xa hoàn toàn. Dù trải qua đến mấy thời gian, có dịp nó cũng hoàn trở lại,
lần sau sẽ phạm nhiều gấp mấy. Hơn lần đầu đã phải phạm vào, cho nên lòng ô nhiễm trần lao trừ sạch chứ mãi nào để sót. Rồi lần nó hay ưa đồ ngọt, lầm người thường mến biết trần duyên. Người tu không đủ sức nhẫn kiên thì sẽ bị đau điên tâm chi. Gặp thử thách nếu không suy nghĩ thì mười người sẽ bị hết mười. Suy nghĩ là ngọn đúc của người, tiên Phật cũng nhờ nơi suy nghĩ. Người mà được biết điều liêm sĩ ấy là do suy nghĩ phận nhiều. Nếu tiến thêm một bước cao siêu, tất nhiên được trọn điều từ thiền. Giữa chân lý để mà suy biện, người chớ nên nghĩ chuyện quan đường. Mới khỏi điều mình lịch chế lương, chân lý vốn là gương đôi chiêu. Sự tà chánh khi mình chưa hiểu, thường làm cho lẻo nhiều trong tâm. Nếu muốn cho khỏi sự sai lầm, mà lấy chân lý ra phân thì đúng. Năm chân lý thì không lung tung, chẳng bị ai lợi dụng đường tà. Và mình không thể dối người ta, được siêu thoát cũng là nhờ đó. Đường chân lý nếu người hiểu rõ thì không còn tính bả làm càng việc của mình hay của thế gian. Đều căn cứ ở trên sự thật, đúng sự thật chẳng bao giờ mất. Nó xưa nay vẫn một mà thôi, đem nó ra giải quyết sự đời, đâu đó sẽ đến nơi viên mãn. Lấy sự thật ra làm căn bản thì đau đời sự đoán công minh. Không bị điều tà kiến làm chính, nó giúp kẻ tu hành chính chắn. Vạn vật duy bóng trời mọc lặng, có vật nào mà đắng thật đâu. Bị tiêu mòn hoặc sớm hoặc lâu, không có một vật nào tồn tại. Phải tìm chỗ trường sanh bất hoại, chớ ngồi đây chịu mãi tử sanh. Kiếp người đầy giả dối hôi tanh, xem như thật mà không phải thật. Xác thân của người còn phải mất thì trong đời có vật nào còn. Biết vật chi rồi cũng tiêu mòn, cứ đeo đắm là không sang suốt. Nên mở hết sự đời trói buộc,
để làm cho rảnh kiếp vô thường, sống lâu dài như Phật Tây Phương. Thân ấy mới là thân chân thật, thân hiện tại có ngày phải mất, bởi nó là giả chất cấu thành, đâu bằng thân sen báo thai sanh. Vô số kiếp thơm lành bền bỉ, như các Phật xưa nay đã chỉ, trong giả thân có cái chân thân. Chúng sanh nên định tĩnh tâm thần, sẽ tìm thấy chân thân ấy được. Trong chất ước tất nhiên có nước, trong cành cây có chất bóng quang. Trong giả thân của kiếp người ta, có thân thật ráng mà tìm lấy. Bỏ thân giả thật thân khó thấy, Phật khi xưa cùng phải dùng thân. Thân dĩ như thuyền để làm chân, đưa sanh chúng qua sống mê khổ. Nơi bên giác khi thuyền đã đổ, người bước lên thuyền bỏ lại sông. Nếu người còn đang ở giữa dòng, bỏ thuyền tức là không tới bên. Dùng thân chứ lòng không chấp mến, nếu mến thân mến đến sự đời, sẽ làm cho các nghiệp không rời. Tất phải bị luân hồi để trả, nếu thề chẳng bao giờ thông thà. Cứ đầu thai chịu qua khổ luôn, nên giết đời muốn được gỡ xuống. Thân chớ mến nên dùng cho khéo. Khéo dùng thân để mà mở nẻo, đưa hồn về đến cõi niết bàn. Và toán lo cứu giúp nhân gian, sớm khỏi cảnh lầm than đôi khô. Cứu được kẻ dù thân phải bỏ, cũng vui lòng chẳng có ngại ngần. Không lúc nào chẳng nghĩ đến dân, đó mới thật tâm hồn Phật giáo. Kẻ khổ não như mình khổ não, hết lòng đem cơm mau giúp cho. Thấy mắt nạn lòng biết thương lo, lương tâm của người tu phải thế. Cảnh lao khổ có vô số kể, phải có lòng cứu tế vô biên, thì mới mong độ khách trần duyên, qua khỏi cảnh đau điên tay khổ. Muốn thật hiện được lòng đại độ, trước nhất là phải bỏ tiểu tâm. Kế đó là phải độ lượng thâm, mới áp dụng từ tâm đúng chỗ. Lúc làm gỗ cho đời chạm trổ, lúc thì làm bua bổ vào tường. Khi nhu hòa khi phải can cường, cần phải biết tùy phương quá đồn. Hoặc dùng khổ cứu người nghèo khổ, hoặc dùng sáng để đổ giàu sang.
hoặc dùng dân để tình thức quan, hoặc dùng lấy quan quyền thay thế. Cứu được kẻ nào đâu phải dễ, thiếu hy sinh không thể giúp đời. Lại phải còn tùy cảnh tùy thời, đặt phương tiện đến nơi đến chỗ. Người đang khát đem dầu mà đổ, thì chỉ làm cho họ bất bình. Cách khuyên tu không hợp canh tình, sẽ khiến kẻ không tin tưởng đến. Muôn độ chúng không làm chung mến, tất họ không vui đến quy y. Cần phải làm cho chúng kính gì, thì họ mới chịu theo quy Phật. Gặp những kẻ chưa thông đường đất, trong lòng còn ngờ vực dây đầy, khó làm cho họ tình phúc dây. Mà cần phải nhiều ngày khuyên nhủ, có lâm kẻ quá mê giấc ngủ, tiếng trời gầm chưa đủ giật mình. Đôi vì người say đắm phạm tình, nghe vài bẩn kệ kinh khó tình. Phải tha thứ phải đầy nhẫn nhịn, phải bền lòng phải tin dẻo dai. Kêu gọi hoài dù kẻ mấy say, chắc chắn sẽ có ngày tỉnh được. Lời Phật Pháp như là mưa nước, tâm trần mê nào khắc lửa đồng. Mưa nhiều thì lửa tắt chẳng không, chớ thấy lửa mênh mông mà chan. Lời Phật Pháp là lời chánh đáng, tâm trần mê là chẳng thật tâm. Chánh đáng thì sẽ thắng sai lầm, mà lời Phật sẽ thức tâm mê được. Lấy gươm trí ra mà sông lướt, cứu người trong trận giặc mê si. Để hoàn thành chí nguyện từ bi, như là Phật Mâu Ni thuở trước. Đời như cá ao gần cạn nước, hiện thời không phải lúc chẳng chờ. Nên tùy phương dục thúc tự giờ, kẻo không kịp thời cơ biến chuyển. Nào nội biến, nào là ngoại biến, kẻ thì lên người xuống lăng xăng. Lắm đổi thay, lắm sự khó khăn, người xâm trói nhau hơn là mờ. Tay trời đã không phương cải gỡ, thêm nhân tai nhiều chỗ gây ra. Cõi hồng trần là bãi tha mang, cứ chôn xác người ta không ngớt. Sự hung ác của người nêu bất ngờ, thì nạn tai tất được giảm đi. Các sầu ưu khổ ít chi chi, hầu hết tại người quy tập nó.
Xưa nay vẫn cứ như thế đổi, tự người làm đau khổ cho người. Có nhiều người biết rõ mười mươi, lòng cũng vẫn đua bởi việc ác. Làm dư chẳng những thân hình phạt, mà linh hồn cũng lạc luân thêm. Người chết rồi đâu phải là êm, còn tiếp tục chịu thêm đau khổ. Lăn lộn mày ở trong mê lầu, phải gánh mang vô số cực hình. Bao nhiêu điều tội ác của mình, nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là cháo dầu sôi ùng ục, nào là giòi lúc nhúc thái cơm. Nào là rừng đau kiếm lơm chơm, nào là núi lửa phần phần cháy. Ác thú có biết bao nhiêu loài, yêu tinh không còn thiếu mặt nào. Đích bàn trong đầu chỗ máu đào, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngừa. Con thì vác búa to ra bừa, con thì mang cây chĩa ra đâm. Con thì đem dao lên đến bầm, mày con thì cố xé làm hai thoài. Con móc mắt, con lo cắt lười, con rút gân, con thẻo lột da. Cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong khi chết, khổ hồn linh, khổ xác thân trần. Chúng sanh luôn chịu khổ không ngừng, cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến dắt hết mong. Chốn ngục hình bị ném vào trong, chừng đó dấu hối không thể kịp. Hiện thời ráng chữa xong ác nghiệp, việc thiện lương nên tiếp tục làm. Dù khó khăn cũng ráng gìn kham, mỗi đạo pháp cứ phân đi tới. Rèn lòng chứ để cho phạm giới, kiểm điểm từ lời nói việc làm. Những điều còn ố trượt tục phàm, mà thì nhất quyết trì tâm sửa chữa. Lo đạo đức như lo cơm bừa, nhớ Phật như mẹ nhớ con cưng. Tất nhiên không còn tạo nghiệp trần, cảnh Phật sẽ đặt chân vào được. Tự làm tội đổi ra làm phước, chỉ cách nhau ở chỗ quyết tâm.
đâu phải là cách trở xa xăm, mà sanh chung bảo rằng khó đòi. Việc làm phước hay là làm tội đều tại mình, không phải tại ai. Nếu muốn tu thì cứ tu ngay, chớ đừng có đợi mai đợi mốt. Lòng cương quyết dù ai muốn cột, cũng không làm sao buộc được mình. Nếu người tu có đủ đức tin, sẽ thắng được cánh tình trắc trở. Lòng tin tưởng vốn là cơ sở, tin tưởng càng mạnh mẽ chừng nào, mục đích càng sẽ được tới mau. Không ai có thể nào xấu ngà, tin tưởng mạnh đạo mau đắc quả. Đạo có tình mới có thể tu, tu không tin thì đạo mờ lu. Đạo tin mạnh lối nào cũng bò, tin biết xét là tin sáng tỏ. Tin không suy tin đó tối tâm, tin tưởng là căn bản đành rằng. Không suy xét tin càng nguy hiểm, vì đạo chánh thị là rất hiếm. Còn đạo tà khỏi kiếm cùng ra, nếu tin càng dễ lạc đường ta, rất khó được sáng qua cõi Phật. Phải suy xét cho tường sự thật, thật chân tu thật đức từ bi, thật là đường giải thoát mê ly. Chừng ấy sẽ quy y tin tưởng, thấy linh nghiệm rồi tin càng bướng. Thấy hay ho rồi muốn theo đi, chánh hay tà không chịu xét suy. Tình như thế làm nguy hại kiếp, lọt vào lưới mới quậy sao kịp. Mắt bay rồi muốn dứt sao ra, để lòng tin lầm lạc đường ta. Hồi tin được thật là rất khó, nên cần phải nhắc cho lớn nhỏ. Đối sự chỉ cùng chớ tin càng, phải dò sao xét trước đàng hoàng. Thật chánh đáng rồi tin mới dừng, bị lầm lạc chỉ trong một bằng. Đủ làm cho thân phận đau điên, lầm của tiền có thể tạo nên. Còn lầm mang không phương lấy lại, tình đúng chỗ phước lưu vạn đài. Tình sai đường di hại thiên niên, sự tin là quan trọng vô biên. Phải dè dặt chớ nên tin bướng,
sống gần kẻ có nhiều tính tường, rất dễ gây ảnh hưởng đến mình. Nếu mình không suy xét cho mình thì sẽ bị cảm tình lôi cuốn. Ví như rượu mình không hề uống, nhưng gặp người đem đến mời luôn. Khó làm cho người nhìn miệng xuống, mười người bị uống luôn hết chinh. Vì lẽ đó cần nên bình tĩnh, chớ để cho nhẹ tính điều nào. Mỗi người thường tin tưởng khác nhau, thấy người bước bước theo không được. Tin lầm ít khi nào được phước, ơi mà thường hay bị chuốc tội thêm. Gặp thời kỳ đạo mọc như nêm, trong sanh chúng lầm tin rất dễ. Tin lầm đến phạm vào luật lệ, tin lầm gây trái lẽ công minh. Tin lầm làm đảo ngược kệ kinh, tin lầm tội mà tin rằng phước. Tin lầm khiến tan nhà mất nước, tin lầm làm kẻ khóc người than. Tin lầm gây thống khổ họ hàng, tin lầm khiến tiêu tan sự nghiệp. Tin lầm dẫn đến nơi lừa bịp, tin lầm gây ra việc sát nhân. Tin lầm đành lấy oán trả ơn, tin lầm mắng thánh thần không nề. Tin lầm khiến làm điều tồi tệ, tin lầm đi bác bẻ Phật ngôn. Tin lầm mình dạy tưởng là khôn, tin lầm mới tự tôn tự đại. Tin lầm chỉ có đời hiện tại, tin lầm không ai thấy việc mình. Tự lầm tin hoặc kẻ truyền tin, tin lầm có hàng nghìn muốn truyền. Tin ở sách hoặc tin ở miệng, hoặc là tin ở chuyện mắt trong, hoặc tự suy rồi tự tin lòng. Có nhiều cách tin không kể xiết. Tin lầm việc hoặc tin đúng việc là vấn đề quan thiết vô cùng. Sự vui tươi hay việc hại hùng đều quan trọng với lòng tin ấy. Sống chết cũng liên quan vào đây, vinh nhục đều bởi tại nó ra. Từ xưa nay trong cõi người ta, việc thành bại đều do tính tường. Nếu tin đúng thì thành hình tượng, bằng tin sai thì uổng công phu. Lên thiên đường hay xuống ngục tù, do tin đúng hay là không đúng.
Nào thanh chiến vô cùng kinh khủng, nào đang tranh chấn động đất trời, đã diễn ra khắp chúng cùng nơi, đều do ở lòng người tin tưởng. Tính gây chiến là tính hẹp lường, tính gây hòa là rộng sự tính. Tính cách nào cứu được sanh linh, như thế mới là tính chánh đáng. Truyền đạo pháp có nhiều hình dạng, nhưng không ngoài căn bản cứu đời. Đạo pháp nào giải diệt hại người, nhất định chẳng đúng nơi chánh pháp. Đã thấy rõ là không phù hợp, dù cho ai có ép không tin. Đủ tinh thần làm chủ lấy mình, thì những sự lầm tin sẽ khỏi. Việc chưa biết thì cần phải hỏi, điều còn nghi cứ bởi cho ra. Chớ ậm ừ nửa Phật nửa ma, đến rốt cuộc chẳng ra gì cả. Càng gắng hỏi càng rành thất vàng, có nghi nan mới có đi sâu. Nghi mới tìm thấy rõ đuôi đầu, hỏi mới biết lý màu rốt rau. Dốt không hỏi bao lâu cũng dốt, nghĩ không tìm đến chết chưa thông. Thật chánh tông hay thư tà tông, cố gắng hỏi thì không lầm lạc. Việc chi cũng phải cho đích xác, chớ nên tin một cách mù mờ. Mặc dù là những việc thiên cơ, nhưng cũng phải tin cho hữu lý. Con người có khó tàn suy nghĩ, cứ dùng luôn không thể nào cùng. Các bí quyền trong khoảng không trung, nó có sức phá tung ra được. Giống người chẳng phải là nhu nhược, mà giống người tột bực cán cường. Nếu để tâm khảo cứu suy lường, thì có sức mở được đường trời đất. Người có thể đi Tây Phương Phật, người cũng đi địa ngục dễ dàng. Giống người là ở giữa chừng thang, muốn đi xuống đi lên được cả. Trí huệ của người là chìa khóa, có khả năng mở cả mấy trời. Nó sẵn nằm trong ốc của người, người nào cũng tự moi ra được. Người mà được hoàn toàn hạnh phúc, người mà chung hưởng cuộc an vui, cũng là nhờ trí huệ của người, biết phát triển nhầm nơi đúng chỗ. Trí
của Phật làm dài kiếp số, trí của phàm làm thỏa mạng teo. Nên chọn đường Phật trí mà theo, tránh khỏi nạn hiểm nghèo đưa lại. Trí Phật rộng trùm bao sơn hải, trí phàm khoanh trong đại hẹp hòi. Phật ban vui cứu khổ cho đời, phàm chỉ tạo cho người khốn khổ. Trí Phật muốn hòa bình khắp chỗ, trí phàm lo gây gỗ đó đây. Trí Phật không phân biệt đông tây, muốn đâu cũng kết dây thân ai. Trí của Phật ở An Quang Đại, có tình yêu nhân loại đại đồng. Muốn mình cùng kẻ khác dung thông, hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỷ. Với bạn tác trọn tình hữu nghị, với đồng bào thành ý yêu thương. Giá trị mình với kẻ tương đương, lúc nào cũng chủ trương bình đẳng. Xét xử rất công bằng ngay thẳng, đối với ai cũng chẳng vị tư. Lòng trọng tôn luật pháp là sư, lấy đạo đức làm cơ tiên hoa. Giữ hành động ngôn từ cao nhà, không để chúa xa đọa tâm hồn. Tự làm cho phát triển trí khôn, nhưng vẫn giữ khiêm cung tánh nết. Vì chánh nghĩa coi thường cái chết, vì phước chúng bỏ hết lời riêng. Trọng nghĩa nhân hơn trọng bạc tiền, đặt công lý lên trên tình cảm. Vẻ mặt vẫn vui tươi điềm đạm, cử chỉ luôn đoan chánh nhẹ nhàng. Từ đáy lòng thành thật nghiêm trang, chớ chẳng phải sửa sang ngoài mặt. Hứa với ai thì là giữ chắc, những lời thổ tiên ác không dùng. Thường dùng lời đôi đáp ung dung, bảo vẹn một lòng trung đạo lý. Đó là đại khái đường Phật trí, nói sao cùng hương vị thơm tho. Thật hòa bình hạnh phúc ấm no, thật tốt đẹp thật là sáng suốt. Thật cởi mở chứ không trói buộc, thật làm cho hết cuộc trầm luân. Thật hoàn toàn khác trí phàm nhân, trí Phật vốn toàn chân toàn thiền. Thật chân lý chứ không ngụy biện, thật thoát ly các chuyện phàm trần. Thật hoàn toàn tế thế độ dân, thật chẳng chút nào cần danh vọng. Lo giúp kẻ được vui được sống, chẳng cần ai ca tụng đến mình.
thật là đầy đức độ anh minh, trí phàm khó thể cành chống kịp. Làm vui sống làm cho rành kiếp, đó là điều trí Phật thường hành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, cái trí Phật của mình rang kim. Lúc đi đứng nằm ngồi suy nghiệm, tìm cho ra cái điểm linh quang. Thấy được rồi quán liệu nhân gian, cũng như Phật hồi ngàn xưa vậy. Bị vô minh còn nhiều che đầy, làm cho người không thấy bổn tâm. Mới có nhiều hành động sai lầm, mà do nơi các dục trần khéo gợi. Vật ưa thích thì liền rỡ tới, không chịu suy có tội hay chăng. Có nhiều khi biết tội làm càng, vì dục vọng không dằn nén được. Bị đời kéo đi xuôi một nước, ít có ai đi ngược dòng đời. Biết bữa nay sung sướng ăn chơi, chớ không biết ngày mới khổ nào. Bị vô minh làm người khờ khạo, hồng trần là giả tạo cứ mê. Cõi lạc ban muốn thấy đường về, vô minh ấy phải lo vén mờ. Được nhìn thấu không còn cản trở, mới biết là tây lộ bên chân. Mà bấy lâu cứ nổi mẹo dần, chẳng ngờ nó sẵn gần sau ót. Tôi không đai minh châu chẳng lọt, phúc bỗng nhiên được móc lấy ra. Xưa nay lo thèm của người ta, bây giờ mới biết nhà mình có. Lời của Phật càng thêm nhận rõ, Phật tại tâm nào có xa xôi. Không nên tìm chốt lưỡi đầu môi, mà là phải tìm nơi tâm khảm. Bị vô minh khiến lòng mờ ám, hết vô minh tức sáng tỏ ra. Hãy định thần xét rõ lòng ta, vô minh diệt các tà niệm diệt. Tà niệm diệt tức vô minh tiệt, hết vô minh cũng hết niệm tà. Kẻ tu hành phải nhận định ra, lòng chớ để các tà niệm khởi. Mỗi khi chúng nó vừa mang tới, thì chẳng ngại chớ đợi đi sâu. Hơi khó khăn ở buổi ban đầu, lần hồi tất dễ thâu chúng được. Phải cưng cõi chứ lòng nhu nhược, thấy sai thì cương quyết trừ ngay. Muốn cho rành việc đúng hay sai, hãy đo xét bằng cây thước luật.
Mười việc trung hết mười không trật, như là anh thợ mộc cất nhà. Lấy mực xong rồi đục cắt ra, khi ráp lại thì là vừa vặn. Phải nhất quyết chớ nên dùng thăng, ý hành lời Phật dặn thì xong. Ráng tu cho đắc quả thành công, mới chẳng uống đèn trong hương đốt. Ngục trần thế răng lo mở chốt, ra ngoài xem gió mát trăng thanh. Khác hơn mùi lao ngục hôi tanh, của cái kiếp phù sanh tạm già. Được giải thoát mới là thông thà, còn trầm luân đâu có sướng vui, nếu kỳ này chẳng chịu rút lui. Thì còn bị lằn rồi đục khoét, bên mê khổ nếu không bị kẹt. Phải mau chân xuống chiếc thuyền từ, quyết xa thân học đạo chân như, thì khỏi được kiếp người đau khổ. Tu hành phải làm cho tỏ ngộ, mới là trông thấy rõ nhiệm màu. Phật xuất gia vì bởi nơi đâu, vì tỏ ngộ mà cầu học đạo. Trong các giới tịnh độ Phật giáo, nên nhớ rằng chữ đạo là đường. Tỏ ngộ là được thấy hướng phương, không còn bị lạc đường mê nữa. Chính mình đã ngục trần khỏi cửa, còn đủ năng lực độ chúng sanh. Thế mới là đúng nghĩa tu hành, không tỏ ngộ đâu thành chữ đạo. Mới phút trước còn trong mộng ảo, kế phút sau đã đau Tây Phương. Trí phạm nhân không thể đo lường, trong khi được khai đường ngộ tỏ. Ví như kẻ đã mù từ nhỏ, có một hôm bỗng tỏ sáng ra. Thấy hoàn toàn hai cảnh khác xa, vui mừng ấy kể ra sao hết. Bao nhiêu cái nặng nề mỏi mệt, bỗng nhiên trong nháy mắt tiêu tan. Tự thấy lòng mà thông suốt minh quang, tự thấy xác nhẹ nhàng phấn phờ. Ấy đại khái trong khi tỏ ngộ, không thể đem mô tả bằng lời. Sự nhiệm màu quyền bí tuyệt vời, ngoài người tỏ ngộ thời khó thâu. Chim khôn lửa cây lành mà đâu, người tu tìm chánh đạo mà thờ. Đừng học theo những thứ ba vơ, mới có thể gặp cơ tỏ ngộ. Đời mạt pháp quỷ ma rần rộ, tìm Phật tiên đâu có dễ dàng. Người muốn tu thì phải kiên gan, chịu khó lọc thao vàng cho kỳ.
tìm cho gặp thật chân đạo lý, thì ngày kia mới phi lầm mình. Nếu để lầm lạc thứ tà tinh, chung cuộc sẽ làm mình thọ hại. Tu được mở mang là tu phải, tu trở nên ngu dại tu lầm. Tà đạo làm sanh chúng mê tâm, người theo nó dễ làm cuồng tin. Trong ba tánh phải nên bình tình, kiếm tìm nơi đạo chánh mà nương. Sẵn kệ kinh thầy tổ chỉ đường, cứ theo đó chủ trương không lạc. Cũng không sợ bị ai lừa gạt, rất an tâm lo việc tu hành, đủ phương châm để trở nên lành. Sẵn giới luật giúp mình trọn tốt, đời quân hạ có nhiều gió trốt, đạo phải xây kèo cột vững vàng. Bằng không thì phải bị đổ ngang, chớ khó giữ cho an toàn được. Có nhiều cảnh long trời vỡ nước, làm cho người hiền đức ngựa nghiêng. Không lúc nào ngớt việc trung chuyên tu, mà thiếu nhẫn kiên thì ngã. Sức kiên nhẫn vững như núi đá, lòng từ bi rộng tở biển to. Không thể làm cho biển cạn khô, cũng không thể làm cho núi ngã. Được như vậy mới nên đạo cả, chẳng sợ khi nhồi quá nặng nề. Chúng sanh đang lạc giữa rừng mây, thiếu gươm tri khó ra chỗ khỏi. Phải có đủ tinh thần cứng cỏi, mới giữ cho mình khỏi kinh hồn. Ở trong khi địa ám thiên hung, và trước cảnh thú hâm gầm thét. Ngồi tại gốc bồ đề nghiệm xét, gặp rất nhiều yêu nghiệt thứ lầm. Nếu để cho tâm trí lông đông, thì đâu được thành công đắc quả. Lòng chẳng động trước tuồng lời là, lòng thản nhiên trước kẻ dữ dằn. Lòng đại hùng đại lực vô ngần, sức yếu quái không ngăn cản nổi. Đạo màu nhiệm được tìm thấy mối, đã lưu danh dưới cội bồ đề. Thuyết pháp màu cứu chúng sanh mê, nền Phật giáo lập ra từ đây. Nếu kể lại từ thời đại ấy cho đến nay đã mấy ngàn năm, có biết bao người đã phát tâm nghe theo Phật tu hành đắc đạo. Trong các giới tín đồ Phật giáo, soi gương xưa hành đạo thì nên. Thật tâm tu và thật chí bền là hai việc phải nên gồm có. Thật
bền chí mới theo tộc chỗ, thật tâm tu mới bỏ sự trần. Muôn trở nên ngôi vị Phật thần, mấy việc ấy phải cần chám già. Xưa nay đã nhiều người đắc quả, nhờ thật tu và có chí bền. Người đời nay muốn được lập nên, thì cần phải theo nền mong ấy. Đời mạt hạ nhiều người phá khuây, tu mà không nhẫn nại khó thành. Thật tâm tu thì mới thực hành, thực hành được mới thành Phật được. Cứ tiếc của mà mong có phước, phước làm sao có được cho mình. Không chịu tu mà muốn được linh, linh không thể nào sinh ra được. Cho nên muốn cho mình có phước, bố thí đi chưa tiếc đồng tiền, còn muốn cho mình được linh thiêng thì là phải tu hiền đúng đắn. Thú vật biết tu còn linh đằng. Người thật tu chắc chắn nhiệm màu, phải dài công tu luyện cho lâu. Chớ lòng muốn cho mau không được. Xấu tu phải nằm lâu dưới nước, mới thành rồng bay vượt trên mây. Người tu thì nhìn việc trần ai, mới thành Phật ra ngoài sanh tử. Cột dữ lúc tu thì hết dữ, người hung khi tu phải bỏ hung. Đã tu mà còn tánh hung sùng, mà sanh với loại thú hâm còn kem. Gánh trần tục hải mau quăng ném, để rảnh tay gói ghém sự tu. Nào vua hương bát nước công phu, nào tình niệm A Di Đà Phật. Các ô nhiễm tâm vô nhất vật, chỉ một lòng phước đức dung bồi. Nơi liên hoa cửu phẩm chưa ngồi, thì nhất định chưa thôi niệm Phật. Lượng sống khổ tuy là cao ngất, thuyền đạo tâm quyết lướt cho qua. Thượng hành câu Bồ Tát Ma Ha, cố trì pháp tâm vô quái ngày. Lòng cứu độ vô cùng quảng đại, sức tu hành mạnh mẽ vô biên. Tuy sống trong thời thế ngựa nghiêng, nhưng lòng chẳng đảo điên một mày. Thấy những kẻ mong lòng giết hại, cố tìm phương hòa giải cho an. Lăn lộn trong cảnh sống nhân gian, tùy tiện cứu người đang say đắm. Lòng chẳng quản chi thân bụng lắm, giống từ bị đem râm khắp nơi. Cho ngọn đèn Phật giáo sáng ngời, cho nhân loại bớt nơi đau khổ. Tu thì phải ra tay tế độ, chớ tu ngồi bó rõ một nơi.
thì sự tu mới ích cho đời, như vậy mới đúng lời Phật dạy. Tu độc thiện kỳ thân là sai, tu chấp nê tự ái là lầm. Tu phải cần rộng búa từ tâm, chữ tu mới không làm hẹp nghĩa. Tu còn sợ người đời xoay xìa, thì khó lòng trao trĩa sự tu. Ví dụ người cứ bảo rằng ngu, thì cũng chứ chút nào để ý. Luôn nêu sáng gương nhà đạo sĩ, đánh thức lòng của kẻ ngạo đời. Hiện phong trào vật chất thành thời, không siêu việt hơn người khó thân. Người tu phải được như sen trắng, mọc trong bùn mà chẳng hôi bùn. Tìm cách gần gũi kẻ dữ hung, để cứu độ mà không sợ nhiệm. Có như vậy mới chân hạnh kiềm, và cũng không hổ tiếng người tu. Sợ gì nền Phật giáo mờ lu, bởi tăng chung quá tu tiêu cực. Của ba tánh thập phương thọ thực, chỉ tụng kinh niệm Phật hư hà. Không ra tay cứu độ ba gia, và cũng chẳng truyền ra kinh Phật. Cứ lo việc chùa to xây cất, cạnh tranh nhau thâu thập cho nhiều, rồi ngồi yên một chỗ ăn tiêu. Mặc thế sự chịu điều đau khổ, sự vô ích từ lâu đã lộn. Mắt người đời thấy qua chán chường, sanh ra lòng ngờ vực mỏi đường, khiến cho họ xa lần Phật đạo. Còn những kẻ không ưa tôn giáo, lấy cớ này đã đáo nhà tu. Lên án là lợi dụng tiền xu, cho tôn giáo làm ngu dân chung. Bị những kẻ tu hành không đúng, làm mất lòng tin tưởng gần xa. Nơi chùa chiền vắng kẻ giàu ra, kinh kệ cũng ít nhà đọc tới. Cũng vì những tăng đồ pha giới, cũng vì người giả dối tu hành, mượn màu thiền lợi dụng nhân sanh, lấy chung mỏ dỗ dành thiên hà. Vì một số người tu dối giả, mà làm cho tất cả hiểu lầm. Nay tăng ni trong chốn thiền lâm, phải nỗ lực để làm chính lại. Chùa thay mặt Tây phương thế giới, không phải nơi thương mại hương đăng. Người vào đây thì phải chân tăng, mới khỏi tiếng thế gian khinh bỉ. Từ lâu đã nhiều người lầm nghĩ, cho hạng tu là kẻ trốn đời. Phải làm sao đinh chánh cho người, nhận hiểu nghĩa tu là cứu thế.
chịu khổ hành để khai trí huệ, cứu chúng sanh khỏi bể mê sầu, tạo hòa bình thế giới năm châu, gây hạnh phúc địa cầu nhân loại, tu mở lối nhân sanh tồn tại, tu phá tan ngu dại người đời, tu làm cho ba tánh thành thơi, tu để chấm dứt ngoài chinh chiến, tu để được tinh thần phát triển, tu làm cho đồng hương ấm no, tu để làm đời sống thơm tho, tu là bởi thương lo người thầy, tu đi cải sửa đời tồi tệ, tu để đem lại lẽ công bình, tu làm cho đời có nhân tình, tu cho khắp chúng sanh bình đẳng. Bổn phận của người tu rất nặng, không phải tu trêu cẳng nằm yên, chữ tu còn có nghĩa thiêng liêng, đưa sanh chúng về miền cực lạc, thật là được hoàn toàn giải thoát, không còn đeo cái chết vào mình, thật an vui và thật trường sinh, cùng chư Phật ngồi trên sen bao. Sự tu của người trong Phật giáo đại khai như mọi lẽ nói trên, lòng từ bi rộng lớn mong mênh, không như nghĩa chúng sanh tướng hẹp, việc đạo lý là điều tốt đẹp, đạo lý là ngọn đuốc của đời, từ ngàn xưa cho đến hiện thời, đời không thể đi rời đạo lý, rời đạo lý là đời bất trị, nhà loạn luân nước bị khốn nạn, đời nào tôn đạo lý thì an, đời nào bỏ đạo trang thì biên, đạo lợi ích cho đời đủ chuyện, vật chất cho chi đến tinh thần, làm thiện nhân đến cả chân nhân, thật cao quý không còn chỗ sanh, người hiểu đạo nên khuyên ba tánh, ráng giữ gìn đạo hạnh làm đầu, thực hành theo ý nghĩa rộng sâu, chớ đừng có chấp câu hẹp lường, tu tâm chứ có nên tu tưởng, tu phải hành đừng tưởng tượng không, các dục trần chừng được dẹp xong, Phật từ trong lòng xuất hiện, màu nhiễm thay khi tâm đã hiện, được nhớ ra hết chuyện ngàn xưa, biết lòng người và biết thiên cơ, biết việc tới việc qua cũng biết, sáu căn diệt sáu trần cũng diệt, đủ sáu thông vào khắp ta bà, chèo con thuyền đại độ sóng pha, đưa sanh chúng sáng qua bỉ ngàn, màu nhiệm thay khi tâm bừng sáng, như mặt trời phá cảnh tối đen,
những việc chưa tận có biết quen, tự nhiên được hiểu rành tất cả. Diêm chúa phải triệu hồi sứ già, thiên thần thì đem lễ cúng dường, đủ sức đi dấu độ mười phương, đủ phương tiện chỉ đường sanh chung, được vô lậu thần thông diệu dụng, cho nên không còn chuyện sai lầm. Mầu nhiệm thái khi tỏ ngộ tâm, thấy rõ cái xác phàm là ao, lạnh thì mặc rách thì phải thao, không sợ lo không có tiếc than, chỉ bỏ thân tạm giả trần gian, chớ thân tướng kim cang còn mày, thân ấy mới là thân tồn tại, đó mới là chính cái thân mình. Còn cái thân khi chết thì sinh, thì nó là bóng của thân chân thật. Bóng thì mất nhưng thân không mất, nghe thế cho nên chẳng chút lo rầu. Mượn giả thân để lập đảo màu, xong rồi trả cho đâu ra đó. Thân là bè trước sau phải bò, để lên bờ hầu có quy hương. Bè đã tan người chẳng tổn thương, vì vậy rất coi thường cái chết. Mầu nhiệm thay khi tâm vọng hết, sống lặng yên mặt nước trắng ngà. Trên trời xanh vạn tượng xâm la, đều được hiện rõ ra không sót. Tự cảm thấy vô cùng khoái hoạt, lòng lân lân chỉ một niềm vui. Chữ ma ha bát nhã nặc mùi, xác cõi tục hồn ngồi cánh Phật, nhìn thấy chúng sanh trên quả đất đang quay cuồng theo vật dục tâm, mạnh yên thân còn yếu dập bầm, vì sự sống cạnh tranh không ngớt. Mọi nỗi khổ vẫn chưa thấy bớt, sanh rồi già rồi chết nối liền, còn bên kia tật nọ liên miên, đủ cách chết kể không hết được. Chết vì bệnh, chết vì báo ngược, chết thiên tai hoặc chết nhân tai. Dù rằng người đủ sức đủ tài, cũng không trốn khỏi ngày chết đến. Thế mà cõi tục trần cứ mênh, tạo tác thêm nhiều chuyện bất lành, để lưu truyền mãi nghiệp tử sanh, và cuộc sống hiện tình thêm khổ. Không cứu văn hội thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát.